khi mà ta sử dụng các hệ thống điều khiển số, digital control rồi, đúng không? Sử dụng vi xử lý, sử dụng điều khiển số. Còn trước đó sử dụng analog thì không có khái niệm real time, thời gian thực. Lý do là bởi vì sao? Bây giờ chúng ta dùng thiết bị số nhiều đúng không? Thì chúng ta cứ nghĩ là điều khiển số là một cái gì nó hoàn hảo, nó thật là vi diệu, làm được rất nhiều thứ. Nhưng mà nếu mà chúng ta quay ngược trở lại lịch sử thì ở những cái giai đoạn đầu điều khiển số nó rất là chậm, đúng không? Do cái tốc độ tính toán của vi xử lý của các chip ấy, nó rất là kém, chu kỳ trích mẫu nó rất là lớn, dẫn đến là tính toán nó rất là chậm. Thì vì tính toán nó rất là chậm mà các bạn biết rồi đấy, bản chất của cái việc lập trình hay là sử dụng vi xử lý hay là máy tính, cái bản chất là gì? Chúng ta dạy cho máy nó làm một công việc đấy. Bằng cách là gì? Nó sẽ chia nhỏ công việc ra thành rất nhiều cái chu trình, tính toán rất nhiều thứ, đúng không? Để nó thực hiện đấy. Ví dụ như là phép cộng A cộng B chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta thấy A cộng B giữa 2 cộng 3 bằng 5 chẳng hạn, đúng không? Thế nhưng mà với phép cộng đó, nó thực hiện đối với vi xử lý ấy, đối với hệ thống số ấy, thì nó phải đổi là số 2 và số 3 ra thành số nhị phân, đúng không? Xong đó thì nó thực hiện các cộng các cái bit một, tại vì là nó làm việc với các bit mà, đúng không? Nên nó thực hiện cộng các bit lại. Xong đến cộng các bit rồi nó ra được cái số nhị phân rồi, nó đổi ngược lại thành số thập phân. Và nó hiển thị cho chúng ta. Ừ. Thế quá trình như thế thì bản chất là gì? Nó thực hiện rất là một cái phép tính nó nhỏ thế thôi. Nhưng mà khi nó dạy ở trên, thực hiện ở trên máy vi xử lý là nó thực hiện một loạt các cái phép tính, đúng không? Ví dụ như là tôi nói ví dụ cộng 2 và 3 chẳng hạn, thì trong đấy nó thực hiện các cái mạch logic, đúng không? AND, OR, thứ loạn xạ cả lên, nó thực hiện rất là nhiều. Đấy. Và các cái thiết bị số thì bao giờ nó có cái chu kỳ, đúng không? Tần số dao động ấy, clock ấy, sung clock ấy, nó tính toán theo cái sung clock đó. Thì đấy là họ làm việc về hệ thống số. Thì dẫn đến là nếu như cái sung clock của nó chúng ta tần số nó thấp, thì dẫn đến chỉ cần một phép tính đơn giản thôi nó cũng không thể thực hiện ngay được, mà nó có thể thực hiện mất rất là nhiều thời gian. Nên là bây giờ người ta mới đưa ra khái niệm là thời gian thực. Thời gian thực là cái hệ thống số của chúng ta nó tính đủ nhanh để sao cho chúng ta cảm nhận nó là gì? Như là tức thời. Đấy là khái niệm thời gian thực. Còn đối với các hệ thống tương tự trước đây ấy, thì tất cả các phép tính nó sẽ thực hiện tức thời, bởi vì là hệ thống tương tự thì nó sử dụng tín hiệu analog, đúng không? Tín hiệu analog thì là gì? Là phản ứng của mạch điện thôi, mà phản ứng của mạch điện thì các cái dòng điện ấy, nó sẽ chạy với tốc độ lý thuyết lý tưởng là ngang với tốc độ ánh sáng. Nên là cái đối với analog là không có khái niệm trễ, à, tức thời. Nhưng mà đối với các hệ thống số thì chúng ta có khái niệm là nó bị trễ, và vì vậy nên xuất hiện một khái niệm gọi là thời gian thực. Thời gian thực là do bản chất của hệ thống số tính toán sẽ có cái trễ, và để đạt được cái performance, tức là cái thực hiện khả tính năng thực hiện của máy móc nó giống như là ngay tức thì, đúng không? Đủ nhanh để chúng ta cảm nhận và chúng ta cần, thì người ta sinh ra khái niệm là thời gian thực. Đúng không? Thế thì tại sao thời gian thực nó lại quan trọng đối với cái máy CNC nói riêng và trong điều khiển nói chung? Thì như chúng ta đã biết đấy, là bản chất của điều khiển số nhé, gọi là điều khiển digital control đấy, chứ không phải là numerical, là chúng ta gì chia nhỏ, đúng không? Cái tín hiệu của chúng ta gọi là trích mẫu, chúng ta chia nhỏ thành các cái điểm rời rạc, và bứng mỗi điểm rời rạc thì chúng ta sẽ xử lý tính toán cái đáp ứng, rồi là cái phản ứng của hệ thống trong một khoảng thời gian nhất định, gọi là khoảng thời gian trích mẫu, và chúng ta phải đảm bảo rằng là cái việc tính toán đấy nó kết thúc trong cái khoảng thời gian trích mẫu đó. Đúng không? Thì nếu như khoảng thời gian trích mẫu đấy mà nhỏ thì dẫn đến là gì? Chúng ta cảm nhận như là cái hệ thống của chúng ta như là tức thời. Còn nếu một khoảng thời gian trích mẫu đấy mà lớn thì chúng ta sẽ thấy nó rất chậm chạp. Và nếu các bạn biết một chút về lý thuyết điều khiển số thì cái thời gian trích mẫu đấy nó không những là gì làm cho hệ thống phản ứng nhanh chậm,
mà nó còn ảnh hưởng tới cái tính ổn định của hệ thống đó. Ngoài cái chuyện là vì chúng ta băm chặt nó nhỏ ra, thì nếu như mà các cái khoảng trích mẫu nó mà lớn thì dẫn đến là gì, cái chất lượng điều khiển của chúng ta nó kém đi, đúng không? Giống như bây giờ anh em xem cái màn hình tivi, đúng không? Màn hình tivi mà độ phân giải cao, tức là bản chất là cùng một hình ảnh mà chúng ta chia nhỏ thành rất nhiều cái pixel, cái điểm ảnh, thì cái điểm ảnh nó, cái ảnh nó biểu diễn càng rõ nét. Còn nếu mà gì, cùng với ảnh đấy mà chúng ta chia nhỏ thì là gì, các cái ô vuông nó sẽ rất là to, đúng không? Mỗi pixel nó sẽ chiếm một diện tích rất là lớn, và mỗi pixel nó chỉ có một màu thôi, thì dẫn đến là cái ảnh màu của chúng ta nó sẽ không được đẹp, không được mịn như là ô vuông đấy. Còn nếu mà là chúng ta chia nhỏ ra thì nó rất là mịn, rất là đẹp. Thì tuy nhiên là chia nhỏ đến bao giờ, cho chia nhỏ cỡ nào thì nó phụ thuộc vào hai yếu tố, đúng không? Yếu tố thứ nhất là cái khả năng phần cứng, đúng không? Là nó đáp ứng được đến bao nhiêu, tức là một trong một chu kỳ trích mẫu nó tính được bao nhiêu triệu phép tính, vân vân. Yếu tố thứ hai là còn do gì, khả năng sử dụng cái tài nguyên phần cứng đấy nó như thế nào, đúng không? Chúng ta điều tiết ra làm sao thì nó mới được là như gọi là real time, thời gian thực. Thì đối với thế thì có thể mọi người sẽ đặt ra câu hỏi là thế thì tại sao mình không dùng nhiều cái vi xử lý nó chạy song song. Thì thực ra thì khái niệm đấy nó cũng đúng, và người ta ví dụ như bây giờ đấy là người ta dùng máy tính song song, hoặc là vi xử lý ngày xưa nó chỉ là lõi đơn thôi, thì bây giờ lõi kép rồi lõi tứ rồi lõi tám vân vân đấy, thì bản chất nó là gì, chia nhỏ ra để tính song song đấy. Nhưng mà chung quy lại thì nó vẫn phải dựa trên là gì, cái năng lực sản xuất phần cứng nó đảm bảo thực hiện được bao nhiêu phép tính đấy. Thì khi có năng lực rồi, thực hiện phép tính rồi, thế nhưng mà nó lại xảy ra một vấn đề nữa, là vấn đề gọi là vấn đề đa nhiệm. Tức là cái công việc của mình phải thực hiện, nó có nhiều nhiệm vụ chạy song song với nhau. Thế thì phải làm thế nào? Đúng không? Thế thì dẫn đến là người ta có khái niệm về thời gian thực. Đúng không? Bản chất của thời gian thực là chúng ta có rất nhiều process chạy song song với nhau, đúng không? Mỗi process thì nó lại có một yêu cầu về cái thời gian trích mẫu khác nhau hoặc là giống nhau, nhưng mà bản chất là chúng nó cùng sử dụng một nguồn tài nguyên phần cứng. Đấy. Thì bây giờ chúng ta bố trí như thế nào để sao cho cái toàn bộ tất cả các hệ thống của chúng ta nó được thực hiện một cách nhanh nhất có thể, hay là làm chúng ta cảm nhận như là thực hiện tức thì. Đấy. Thế một cái vấn đề nữa mà khi một cái hệ đa nhiệm nó xảy ra thì chúng ta tất cả mọi người đều trải nghiệm cái phần mềm Windows rồi, đúng không? Rồi có thể một vài bạn sẽ dùng macOS, đúng không? Để dùng máy Mac thì mac macOS rồi. Một số bạn có thể là sử dụng Linux, đúng không? Linux rồi. Thì đấy là những cái hệ điều hành rất là phổ biến rồi, đúng không? Nhưng có một điều mà chúng ta chắc là ít khi cảm nhận, đúng không? Đấy là bản chất những cái hệ điều hành đấy là hệ điều hành đa nhiệm, tức là cùng tại một thời điểm, như chúng ta hiểu, đúng không? Là nó đang có rất nhiều process, ví dụ trong Windows chẳng hạn, đúng không? Các bạn mở cái control and vào task manager, xong vào cái process mình sẽ thấy nó khi thực hiện là hơn 100 cái process nó đang chạy song song với nhau. Thế thì tại sao tôi lại nói đến cái vấn đề đấy? Bởi vì là nếu bạn định dùng máy tính của mình để thực hiện điều khiển một cái đối tượng nào đó, ví dụ như là bây giờ thầy giao đề tài là dùng chương trình C, dùng ngôn ngữ C cộng cộng chẳng hạn, C sharp đấy, điều khiển vị trí của động cơ chẳng hạn, sử dụng máy tính, thì các bạn sẽ thiết kế một cái driver cho động cơ, đúng không? Cho các bạn làm thế nào đấy, các bạn nối vào USB, nối vào trong máy tính, thế xong cái phòng lọc điều khiển vị trí các bạn sẽ thực hiện cái thuật toán, ví dụ PID chẳng hạn, ở trên máy tính, và các bạn sẽ phải thiết lập là cái chu kỳ trích mẫu cho cái process điều khiển PID đấy,
nó phải là bao nhiêu đó, đúng không? Thế là các bạn viết, viết chương trình trên C. Và khi viết chương trình trên C thì các bạn sẽ thấy là chúng ta viết các tính toán vân vân trong đến đoạn cuối. Chúng ta sẽ dùng các cái lệnh về 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 timer, về thời gian đấy, để chúng ta tính toán là từ lúc bắt đầu cái vòng lặp cho đến kết thúc cái vòng lặp là nó mất bao nhiêu thời gian. Sau đó thì chúng ta giả sử chúng ta thiết lập là cái chu kỳ trích mẫu của chúng ta là 1 mili giây, đúng không? Thì từ lúc bắt đầu vòng lặp cho đến kết thúc vòng lặp nó hết nổ, ví dụ như là 0,6 mili giây, và chúng ta sẽ phải delay thêm 0,4 mili giây nữa để cho chúng ta 1 mili giây, và thế là chúng ta điều khiển chạy. Khi chúng ta chạy như thế thì dưới góc độ là người lập trình bảo ok ngon rồi, mình thử mấy lần rồi thấy nó đều cái thời gian đấy nó đều nhỏ 1 mili giây hết, thì mình delay 0,4 mili giây rất là tốt, chương trình mình biết là tốt. Thế nhưng mà khi chạy thì đôi khi lại thấy nó nảy sinh một số cái vấn đề. Thế và mình quay trở lại mình kiểm tra xem biết là cái vấn đề nó như nào. Thế và mình quyết định là mình xem là cái chu kỳ trích mẫu có phải tất cả các chu kỳ nó đều có thời gian như nhau hay không, hay là chu kỳ có thời gian khác nhau. Đấy. Thế và chúng ta thử, và nếu các bạn thử thì các bạn sẽ phát hiện ra rằng thỉnh thoảng trong một vài chu kỳ tự nhiên cái thời gian mà nó chạy của một cái vòng lặp ấy nó bị tăng lên rất là nhiều, có thể vượt quá 1 mili giây, thậm chí nó có thể lên 15 20 mili giây. Và cái điều đó làm cho cái việc điều khiển của mình sử dụng máy tính nó trở nên là không hay, kết quả nhiều khi nó không được tốt. Vì vậy nên chúng ta phải tìm hiểu xem lý do tại sao. Thế thì cái lý do ở đây là chính là cái hệ điều hành Windows ấy, nó đang xử lý rất nhiều cái process, và cái chương trình điều khiển động cơ của mình ấy cũng được coi là một process trong tất cả các process mà Windows nó đang quản lý. Thế và trong các hệ điều hành ấy, thì bao giờ ấy, nó cũng phân chia các cái process là theo mức ưu tiên, theo cái mức độ ưu tiên, và thằng nào ưu tiên cao hơn thì nó sẽ được ưu tiên sử dụng cái tài nguyên phần cứng nhiều hơn, thường xuyên hơn để thực hiện các cái công việc mà chúng ta đang làm. Thế thì như thế các bạn sẽ bảo ô thế thì tốt rồi thầy ạ, em sẽ cho cái process của em lên mức ưu tiên cao nhất, đấy là không thằng nào nó can thiệp được vào, chỉ khi nào cái chương trình của em nó chạy xong rồi em delay cho nó ngồi nghỉ rồi thì các thằng khác mới được chạy, còn không thì xin lỗi nha, quên đi, đúng không? Thế nhưng mà rất đáng tiếc ấy, hệ điều hành Windows hay là hệ điều hành macOS hay điều hành Linux thông thường nó đều không cho phép chúng ta set cái process của chúng ta lên mức ưu tiên cao nhất. Đặc biệt là hệ điều hành Windows là hệ điều hành đóng kín thì nó có một loạt các cái process chạy ngầm, và những process đó thì luôn luôn có mức ưu tiên rất cao, và các process chúng ta viết vào thì luôn luôn bị gì, bị đưa xuống là mức ưu tiên thấp. Chính vì thế nên là khi các cái process kia nó chạy một phát thì lập tức là sao, nó chiếm dụng thời gian luôn của process của chúng ta, và vì vậy nên là process của chúng ta sẽ không đảm bảo cái chu kỳ trích mẫu là 1 mili giây, và dẫn đến cái chất lượng điều khiển của chúng ta nó kém. À. Thế thì ở bài toán điều khiển nói chung và trong hệ thống điều khiển CNC nói riêng, ta cần phải có một cái giống như là hệ điều hành để chúng ta sắp xếp cái mức độ ưu tiên của các cái quá trình điều khiển song song xảy ra ở trong máy CNC.
để sao cho quá trình diễn ra một cách trơn tru và gì thời gian đáp ứng là đủ nhanh. Chính vì vậy nên là đối với máy CNC hay là các hệ điều khiển nói chung, người ta sẽ yêu cầu là có hệ điều khiển thời gian thực. Và hệ điều khiển thời gian thực này thường được điều khiển bằng vận hành bằng một hệ điều hành thời gian thực. Hệ điều hành thời gian thực là một hệ điều hành cho phép chúng ta quản lý các cái process hay các tác vụ hoạt động song song với nhau và đảm bảo gì cái khả năng đáp ứng của hệ thống theo thời gian thực. Hệ điều hành nó phải có cái chức năng này. Thế thì quay lại đối với máy CNC thì về nguyên tắc chúng ta cũng phải chia ra các cái chu kỳ làm việc của máy CNC. Ví dụ đây là các cái chu kỳ làm việc: chu kỳ thứ nhất, chu kỳ thứ hai, chu kỳ thứ ba, chu kỳ thứ tư, chu kỳ thứ năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Và nhiệm vụ của chúng ta là thứ nhất là giả sử chúng ta có một hệ điều khiển thời gian thực rồi, và nhiệm vụ của chúng ta là phải phân phối cái tải cho các cái phần cứng của máy CNC để sao cho nó thực hiện được tất cả các cái tác vụ này trong một khoảng thời gian cho phép. Đúng không? Thì các bạn sẽ thấy đầu tiên, đúng không? Người ta sẽ phải sắp xếp cái mức độ ưu tiên của các cái quá trình mà chúng ta cần phải thực hiện, đúng không? Thì mức độ ưu tiên ở đây các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ ưu tiên ở mức thấp nhất ở dưới cùng và mức cao nhất là ở trên cùng, đúng không? Thế thì mức độ ưu tiên đây chúng ta sẽ thấy là ưu tiên cao nhất sẽ là phần điều khiển vị trí. Phần điều khiển vị trí là phần mà nó cần phải gì xử lý rất là nhanh, vì là các cái đáp ứng của cái động cơ là đáp ứng rất là nhanh, nên vì vậy nên chúng ta phải gì xử lý rất là nhanh, và các cái việc xử lý nó phải đến mức ưu tiên cao nhất, tại vì là cái điều khiển vị trí mà nó không chính xác, không đạt yêu cầu thì dẫn đến là cái chất lượng của chúng ta nó sẽ không đạt yêu cầu. Thì mức ưu tiên thứ hai là mức ưu tiên về interpolation, tức là nội suy. Ưu tiên nội suy là quá trình tính toán để tạo ra các tín hiệu đặt cho bộ điều khiển vị trí, và cái tín hiệu đó cũng phải đảm bảo là cái tín hiệu nội suy của chúng ta nó đủ đủ mịn, đủ cái khoảng thời gian, những các điểm nội suy nó phải đủ nhỏ để làm sao cái quỹ đạo đặt của chúng ta nó đủ trơn, đúng không? Đủ mượt mà để đảm bảo cái chất lượng của chúng ta nó phụ thuộc vào cái tín hiệu đặt rất là nhiều. Vì vậy nên là mức ưu tiên thứ hai là về quá trình nội suy. Xong đến mức ưu tiên thứ ba. Mức ưu tiên thứ ba là vấn đề về interpreter, tức là biên dịch. Khi chúng ta đọc một cái chương trình của người người dùng viết cho máy CNC, chúng ta giải mã cái chương trình đấy thì chúng ta phải giải mã đủ nhanh để sao cho chúng ta ra ngay được kết quả để cái phần tiếp theo nó sẽ gì thực hiện, đúng không? Interpolation hay là position nó sẽ thực hiện. Vì vậy nên interpreter là mức ưu tiên thứ ba, và cuối cùng là mức ưu tiên thấp nhất là giao diện người ở máy, đúng không? Thì mức ưu tiên này thì thực ra là chúng ta cũng không cần ưu tiên cao, bởi vì thực ra cái tương tác, cái phản ứng của cái phần người máy ấy, nó không thường xuyên xảy ra, đúng không? Và chính vì vậy nên là chúng ta cũng không yêu cầu là nó cần phải đáp ứng rất là nhanh.
Vì vậy nên là nó là mức ưu tiên thấp nhất trong bốn cái proto xe này. Và ở đây là một cái ví dụ về việc chúng ta phân chia các cái thời gian sử dụng phần cứng, đúng không, để chúng ta làm việc. Thì ví dụ như là mức ưu tiên cao nhất là position, thì trong tất cả các cái gì thời gian lấy mẫu của hệ thống thì ta đều thực hiện cái chức năng điều khiển vị trí. Ừ. Thì sau khi thực hiện chức năng điều khiển vị trí thì ta sẽ thực hiện chức năng là gì, nội suy. Đấy. Sau khi nội suy thì ta sẽ thực hiện chức năng là gì, phiên dịch. Ừ. Xong chu kỳ thứ hai lại điều khiển vị trí, không cần nội suy mà lại biên dịch. Thứ ba lại điều khiển vị trí, nội suy, biên dịch và một ít MMI. Thứ tư là điều khiển vị trí và MMI. Đấy. Và quá trình đấy lại làm lại. Thế thì việc chúng ta chia nhỏ như này, ví dụ như là điều khiển vị trí lại nghỉ, điều khiển vị trí lại nghỉ, điều khiển vị trí lại nghỉ hơn. Thì về nguyên tắc là chúng ta có khoảng trống ở đây. Đúng không? Như đấy là chúng ta gì? Gọi là zoom to cái quá trình này. Chứ còn gì? Ở dưới góc độ cảm nhận thì chúng ta sẽ thấy cái quá trình này nó là thực hiện liên tục. Tương tự interpolation đấy, cảm nhận quá trình nó là liên tục. Interpreter cũng cảm nhận nó là liên tục. MMI cũng cảm nhận nó là liên tục. Thì cái cảm nhận nó liên tục hay không liên tục là do các cái gì? Cái khoảng này 1 2 4 5 6 7 8 9 này nó to hay nó nhỏ. Đúng không? Thế thì nó to hay nhỏ lúc này thì là phụ thuộc vào gì? Là cái thiết bị phần cứng của chúng ta nó mạnh hay nó yếu. Đấy. Thì đấy là tôi nói lại một chút về gọi là hệ điều khiển thời gian thực và cái ứng dụng của nó trong máy CNC. Thế nếu mà các bạn nào mà quan tâm đến hệ điều hành thời gian thực ấy, thì có thể có những cách tiếp cận khác nhau. Ví dụ như là các bạn có thể dùng nếu các bạn dùng vi xử lý ấy, thì nó có gọi ROS cho vi xử lý, thì nó gọi là Real Time Operating System, nó dùng để điều khiển các cái hệ vi xử lý. Đúng không? Còn nếu mà cho máy tính ấy, cho máy tính thì nó khá là đắt tiền. Cho máy tính nếu mà cho Windows ấy thì nó có một cái hệ điều hành hình như là VMware sao, hệ điều hành đấy nó cài nó chạy song song với Windows. Đúng, nó chạy song song với cả Windows và nó độc lập với Windows, tức là nó vẫn cho phép một cái giao diện trên Windows nhưng mà thực chất khi nó chạy thì nó gì, nó sẽ chạy độc lập với Windows để nó không bị cái các cái process của Windows nó xen ngang vào, nó mới đảm bảo thời gian thực. Thì khi đó nó chia sẻ tài nguyên. Còn nếu mà cho đối với Linux thì các bạn có thể tìm gọi là RT Linux chẳng hạn, nó Real Time Linux. Nó là một cái hệ điều hành thời gian thực viết trên nền Linux. Thế thì hệ điều hành thời gian thực trên Linux ấy thì nó làm thế nào? Thực ra ở trên Linux thì tôi hiểu hơn một chút so với Windows. Bởi vì là Windows ấy là hệ điều hành đóng kín, đúng không? Mã là mã đóng kín hết và chúng ta không thể can thiệp được gì. Thế nhưng mà Linux thì lại hệ điều hành gọi là open source, là hệ điều hành mở. Thế thì những cái người phát triển ấy thì người ta can thiệp luôn vào cái nhân của Linux, đúng không? Và người ta thay đổi nhân này đi, người ta thay đổi cho phép mình setup các cái process của mình ấy, lên cái mức ưu tiên cao hơn để mà nó chạy. Đấy. Thì đấy gọi là hệ điều hành RT, và có thể lên mạng search RT Linux hoặc RTI, RTI nếu có một soạt đấy. Hệ điều hành thời gian thực. Thì khi đấy thì các bạn cài ấy, thì nó thay đổi cái nhân, là các bạn ví dụ cài một cái Linux bất kỳ ra, ví dụ như là Red Hat Linux hoặc là Fedora hoặc là Ubuntu thứ, bạn cài hệ điều hành thì ra,
Thế xong bạn sẽ chạy các cái phần mềm ấy để mà nó thay đổi cái nhân của cái Linux. Thế thì khi bạn thay đổi các cái Linux đấy rồi ấy, thì nó sẽ làm cho cái phần kernel, tức là phần điều khiển trung tâm của cái hệ điều hành ấy, nó sẽ chạy với cả cái tính năng thời gian thực. Ok, thì đấy là chúng ta kết thúc cái chương 1 là hệ điều khiển tất cả tổng quan về các cái phần của hệ điều hành của CNC. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ sang chương 2. Chúng ta sẽ đi sâu vào các cái bộ phận của máy CNC. Ok, các bạn chờ tôi một chút để tôi mở cái chương 2. Thế chương 1 này có hỏi gì không? Hello. Alo. Được không? Quá hết Không à? Tôi kể chuyện này hôm qua, tôi mới tuần trước tôi mới có dịp tự nhiên tôi xem lại cái phần record tôi mà tôi thấy buồn ngủ quá. Nên rất là sorry các bạn, là thầy giảng không đủ hay, thầy nghe thầy giảng còn buồn ngủ nữa là sinh viên. Ok, để tôi mở chương 2 nhé. Mọi người nhìn thấy chưa? Đi rồi ạ. Thế như vậy chúng ta đã kết thúc cái chương 1 là tổng quan về hệ điều khiển máy CNC. Thì ở đấy các bạn cũng đã có được một cái nhìn rất là sơ lược về cái cấu trúc của một cái máy CNC, nó gồm những phần gì, đúng không? Và các cái sơ lược về cách thức hoạt động, cách thức tổ chức và những cái yêu cầu cơ bản, đúng không? Về các cái thiết bị. Thì các bạn có thể thấy rằng là chúng ta có thể chia cái máy CNC ấy thành 3 phần. Phần thứ nhất là phần cơ khí. Phần cơ khí thực ra là cái phần này nó ngoài cái nội dung của cái môn học này, cũng như ngoài cái know-how, tức là cái background, cái nền tảng kiến thức của chúng ta, bởi vì chúng ta là bên tự động hóa nhưng mà nằm ở bên bên điện. Thế nên là cái phần cơ khí chúng ta không được đề cập nhiều. Đấy. Thế đến tiếp theo là chúng ta chia thành phần thứ hai là phần phần điều khiển. Điều khiển ở đây thì chúng ta có chia làm hai cái, tức là điều khiển về logic, đúng không? Và thứ hai điều khiển về liên tục, điều khiển vị trí các trục. Đấy. Và đến cái phần thứ ba thì có thể trong phần điều khiển này nó có thêm về lý thuyết điều khiển, tính toán điều khiển, rồi thêm về các phần nội suy tăng tốc giảm tốc nữa. Thì cái phần này sẽ là cái phần chính của cái môn này, như tôi đã nói hôm trước.
Và phần thứ ba là phần mềm, đúng không? Về các cái liên quan đến các cái phần mềm xử lý tính toán rồi là biến đổi vân vân. Thì cái phần này thuật toán nó nghiêng nhiều về phía công nghệ thông tin. Thì phần này chúng ta cũng cũng gần như là cũng không không động chạm đến. Ví dụ như về thể điều hành thời gian thực sẽ làm thế nào để từ cái chương trình người ta biên dịch ra đổi mã hóa đẩy xuống như thế nào, cái đấy nó nghiêng nhiều về phần công nghệ thông tin. Nên vì vậy do cái đặc trưng đó, do nó nằm trong cái nội dung của ngành tự động hóa hay trong ngành điện, nên là các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ tập hợp tập trung rất nhiều vào cái phần điều khiển, đúng không? Phần nội suy, phần tăng tốc giảm tốc. Thế thì cái đấy thì chúng ta sẽ nói ở các cái chương sau. Còn trong cái chương 2 này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cấu trúc chương trình điều khiển CNC. Thế thì ở trong chương 2 này nội dung chúng ta sẽ chia thành 3 cái phần nhỏ. Phần thứ nhất là giới thiệu chung về chương trình điều khiển máy CNC. Cấu trúc của chương trình điều khiển máy CNC nó như thế nào. Thứ hai là một số hàm mà chúng ta gọi là biết để chúng ta hình dung. Thế nhưng nó có rất nhiều hàm, nhưng tôi sẽ nhắc tới một vài cái hàm để chúng ta hình dung ra là nó liên quan đến cái chuyển động của máy CNC, để chúng ta hình dung ra về cái chức năng của máy CNC. Và cuối cùng chúng ta sẽ nói qua về hệ chương trình mã G và mã M một chút. Thì đấy là nội dung chương 2. Thế đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái giới thiệu về cái cấu trúc của máy CNC. Cái này thì chúng ta đã nói sơ qua rồi. Thế thì cái này nhắc lại một chút và chúng ta sẽ giải thích kỹ hơn về cái quy trình hoạt động của máy CNC. Ở chương trước thì chúng ta nói về từ cái cấu tạo là từ cái gì? Từ cái hình dáng chúng ta mong muốn này, rồi chúng ta sử dụng CAD, rồi CCM, rồi là CAM cái thứ, đúng không? Để ra được cái chương trình PLC, chương trình CNC. Thế xong chúng ta bắt đầu với nó là từ CNC thì nó sẽ đi qua những cái gì về phần cứng, đúng không? Bộ phận nào xử lý cái gì. Đã nói rồi. Thì hôm nay chúng ta đi về cái phần gọi là cái phần thực hiện về mặt phần mềm một chút, về tính năng một chút, đúng không? Cái kia là trước chúng ta mới chỉ ra là bộ phận này nó làm cái việc này, bộ phận kia làm kia. Và bây giờ chúng ta đi sâu hơn về mặt là giải mã cái chương trình CNC. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ xuất phát từ cái khối đầu tiên là MMC. Là gì? Man Machine Interface, đúng không? Thế thì cái Man Machine Interface này nó có hai chức năng. Thứ nhất là gì? Có thể cho chúng ta là xây dựng được, viết ra được cái chương trình NC bằng việc là coding ấy, đúng không? Thì như hôm trước tôi đã chỉ ra hình ảnh cho các bạn ấy, là cái MMC nó có phím chức năng như bàn phím chúng ta, và chúng ta có thể gõ lập trình ở phím chức năng đó và chúng ta lưu vào trong máy CNC. Và chức năng thứ hai là các bạn có thể lập trình từ các thiết bị ngoài, ví dụ như từ máy tính, xong chúng ta tải xuống CNC để qua cái MMC, gọi là program loading. Đấy. Thế thì cái program đó nó có hình dạng và cấu trúc như thế nào? Thì đây ví dụ như là cái người ta cắt ra một đoạn, đúng không? Chương trình của CNC. Thì cái chương trình này nó dựa vào việc là chúng ta ví dụ ở đây chúng ta có một cái workpiece, tức là một cái
cái chi tiết cần gia công, đúng không? Và đầu tiên đó là hình trụ tròn. Thế vì vậy chúng ta bây giờ chúng ta phải lập trình cái dao nó ăn như thế nào đấy để tạo ra này. Thì ví dụ ở đây đầu tiên nó phải đi xuống xong nó đi vào, đúng không? Đi vào đến đây xong nó lại rút lên đây, nó rút thẳng và đi về đấy. Thế thì chúng ta sẽ có một cách thức chúng ta viết các câu lệnh để sao ta nó di chuyển đúng như cái chúng ta mong muốn. Yeah. Đấy. Thế đấy là cái mà chúng ta mã hóa từ cái việc chúng ta mong muốn ở bên trái này, chúng ta biến thành cái chương trình ở từ cái bên phải này, chúng ta biến thành chương trình ở bên trái này. Không, ví dụ G00 cái gì đấy, G54, G01, vân vân. Thế thì chúng ta gõ cái chương trình này vào và chúng ta đẩy vào trong máy CNC. Thế thì máy CNC nó sẽ đọc cái chương trình này. Và việc đầu tiên nó sẽ thực hiện là gì? Code interpreter, tức là gì? Diễn giải cái mã cái code đấy ra. Chúng ta tức là giải thích cái code đấy. Giống như là anh em ngồi đọc cái code này, xong anh em giảng cho bạn bè mọi người hiểu là cái code này nó làm cái việc gì. Thì ở đây trong máy CNC nó sẽ phải có một cái cách thức nào đó để nó diễn giải hay nó biên dịch cái chương trình này thành các cái lệnh, các cái hành động mà cái máy CNC nó có thể hiểu được. Chứ còn cái code này chỉ có người hiểu thôi, đúng không? Thế sau khi nó đã diễn giải, nó giải mã cái chương trình CNC này ra rồi, đúng không? Ví dụ ở đây nó giải mã sẽ là nó phải, chúng ta phải điều khiển đi điểm này từ điểm A đến điểm B, và chúng ta đi theo đường thẳng với tốc độ là như thế này chứ không phải không đi theo đường tròn, vân vân. Thế sau khi nó đưa ra được cái, biết được những cái đấy, thì đến cái bước thứ hai là nó phải thực hiện gọi là nội suy. Thực hiện nội suy nghĩa là thế nào? Tức là để cái chi tiết này hay cái mũi khoan này hay là cái dao này nó di chuyển từ A đến B, thì chúng ta phải điều khiển các cái trục ở trong máy CNC như thế nào, đúng không? Trục A chạy như nào, trục B chạy như nào, trục C chạy như nào, trục X chạy như nào, trục Y chạy như nào, chạy Z như nào. Thế thì từ cái chương trình này, cái lệnh này, chúng ta sẽ thực hiện là interpolation, tức là nội suy, để chúng ta đưa ra được là cái ví dụ như là profile vận tốc của các cái trục tương ứng ở trong máy CNC. Đấy, ví dụ đây là từ chuyển động từ A đến B, thì ta thấy rằng là gì, để chuyển động thẳng, đúng không, trong mặt phẳng xz thì x phải chạy đều với vận tốc như này, z phải chạy đều với vận tốc như thế này. Đấy. Và cái điều này được thực hiện ở trong cái phần gọi là motion data generation, hay là gọi là gì, hay nói từ chuyên môn gọi là interpolation, nội suy. Thế sau khi đã nội suy ra rồi, ra được các cái profile quỹ đạo này rồi, thì các bạn sẽ thấy có một vấn đề nữa, tức là về nguyên tắc khi các trục nó đang đứng yên, thì để nó đạt được cái tốc độ như chúng ta mong muốn này thì nó phải mất một cái thời gian. Không thể nào mà nó bụp một cái đang từ không nó nhảy vọt lên tốc độ V đặt ngay được, đúng không? Tương tự như thế, nó đang chạy với tốc độ V đặt, nó không thể bụp một cái nó về không ngay được, đúng không? Theo kiểu là ngay tức thời được, dẫn đến nó phải có quá trình tăng tốc và giảm tốc. Và cái quá trình tăng tốc và giảm tốc này thì nó lại phụ thuộc vào cái việc là khả năng cái động cơ của chúng ta có thể đáp ứng được. Bởi vì là các bạn biết là cái đoạn tăng tốc giảm tốc này, tức là đây là gì, V, đúng không? V là tuyến tính, thì đạo hàm của V là gia tốc, đúng không? Thế thì
chúng ta muốn cái đoạn này nó nhỏ, cái đoạn tăng tốc với giảm tốc này nó nhỏ, có nghĩa là gì? Cái A của chúng ta phải rất là lớn, đúng không? A mà nó lớn thì nó liên quan đến cái gì? Đến moment, đến lực sinh ra bởi động cơ, đúng không? Vì ta có là gì? F bằng MA, đúng không? Định luật 2 Newton, hay là M bằng G omega chấm. Thế thì nếu mà chúng ta muốn A lớn, tức là quá trình tăng tốc và giảm tốc nó nhanh, thì dẫn đến là gì? Lực lớn dẫn đến là gì? Công suất của động cơ lớn. Công suất của động cơ lớn dẫn đến là giá thành cao lên, cái kích thước của máy nó cũng to lên. Nên vì vậy là chúng ta phải suy nghĩ mà chúng ta chỉ dùng mỗi chỗ tăng tốc giảm tốc không? Đấy. Nên vì vậy trong các cái máy CNC thì người ta đều hạn chế là có Vmax và đồng thời có cả Amax. Chúng ta không thể vượt qua cái đấy được do cái hạn chế về động cơ. Thì khi có Vmax và Amax rồi thì là một câu hỏi đặt ra tiếp là chúng ta lại phải biến đổi cái quỹ đạo, cái profile vận tốc này từ cái dạng chữ nhật này về cái dạng hành thang, đúng không? Cả hai thằng thì nó mới sao? Nó mới đảm bảo hoạt động đúng như mà cái chúng ta đặt. Chứ không mà chúng ta đặt một đằng nó chạy một nẻo thì nó lại sai mất. Thế thì cái quá trình mà biến từ cái quỹ đạo vận tốc tính toán ra do nội suy chuyển sang có tăng tốc giảm tốc thì đấy chính là gì? Quá trình điều khiển tăng tốc giảm tốc. Và cái việc này là gì? Luôn luôn phải làm, không để tránh khỏi được. Đối với các cái chuyển động từ lý thuyết sang thực tế. Để sau đó thực hiện cái này rồi thì chúng ta đã có được một cái quỹ đạo hoàn hảo. Quỹ đạo hoàn hảo cho cái bộ điều khiển vị trí của chúng ta rồi. Đúng không? Thì cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ thực hiện thuật toán điều khiển vị trí. Đấy. Thế toàn bộ cái phần từ gì? Giải mã cốt. Chị ngồi khô ở trên giường rất là gọn rồi. Cái hôm tháng hỏi chị là thế có thấy cái điều khiển cái quạt nó không? Cho tới điều khiển vị trí thì nó được thực hiện ở gì? Bộ điều khiển trung tâm, đúng không? Numerical control kernel. Thế sau khi chúng ta điều khiển vị trí rồi thì chúng ta cái tín hiệu từ điều khiển vị trí nó sẽ đẩy sang gì? Velocity control, tức là thực ra nó đẩy ra các cái motor driver ấy, hay các bạn hay gọi nó là cái biến tần ấy, đúng không? Motor driver, và cái motor driver đó nó sẽ thực hiện gì? Điều khiển tốc độ, nó sẽ thực hiện điều khiển dòng điện và cuối cùng nó đưa ra đến động cơ. Đấy, và động cơ ấy nó sẽ quay và nó thực hiện, nó làm di chuyển các cơ cấu cơ khí theo đúng cái mà chúng ta mong muốn. Thế cái này là để giải thích rõ thêm về cái trình tự làm việc của trong máy CNC. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần tiếp theo. Đấy là về phần cấu trúc của chương trình điều khiển. Yeah. Cấu trúc của chương trình điều khiển. Đấy, thế thì các bạn xem qua cái slide mà tôi đang chiếu lên đây. Đây là một cái chương trình điều khiển. Đấy, các bạn sẽ ngồi ngắm nghía khoảng độ đôi phút. Sau đó thì tôi sẽ đi vào giải thích từng cái mục một trong cái chương trình này.
Ok. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái chương trình CNC ở đây. Thì các bạn thấy là cái đầu tiên là một cái dãy số P 1 2 3 4 5 6, thì cái này nó là tên chương trình, cái tên đây người ta đánh số nên nó là P 1 2 4 5 6 chấm phẩy. Thì cụm này tôi gọi là program number, tức là số của chương trình. Đấy. Xong từ lệnh từ phía dưới, từ cái hàng thứ hai, các bạn thấy là bao giờ nó mở đầu bằng chữ N, N 10 xong cách cho một cái G 90 xong đó chấm phẩy, rồi N 20 là chấm phẩy, N 30 là chấm phẩy, N 40 chấm phẩy, N 50 chấm phẩy, N 60 chấm phẩy. Thế thì chúng ta thấy đầu tiên là tất cả ở cuối các cái dòng lệnh đều có chấm phẩy. Thì cái dấu chấm phẩy nó gọi là EOB, tức là end of block code. Thì mỗi một cái hàng này được gọi là một block. Và kết thúc block thì luôn luôn là bằng dấu chấm phẩy. Đúng không? Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy là ở đầu bao giờ cũng sẽ là chữ N và số nó tăng gì? Tăng dần 10, 20, 30, 40, 50, 60. Thế thì cái N10, N20, N30, N40, N50, N60 được gọi là block number, là số. Số của block. Thì chính vì các cái block nó được đánh số, đúng không? 20, 40, 50, 60 nên người ta được gọi là gì? Numeric control, đúng không? Điều khiển chương trình số, tại vì nó thực hiện theo các cái câu lệnh, và các câu lệnh này đều đánh số và thực hiện theo trình tự theo cái số đó. Thế thì chúng ta có thể đoán ra, ví dụ như là N60 có nghĩa là bắt chữ N là gì? Là cho cái việc đánh số block number. Tiếp theo xong thì chúng ta thấy từng cụm cách nhau bằng dấu khác. Thì những một cái cụm này ấy, thì người ta gọi là một từ, là một word. Một từ. Ví dụ đây là từ G01, tiếp theo là X50, rồi Y20, rồi F20, rồi F100, hay là X15, hay là Y-20, hay là G04, hay là M30. Thế thì một cái từ chúng ta lại thấy nó gồm hai phần. Phần thứ nhất là phần chữ, chữ G, chữ X, chữ Y, chữ Z, chữ F, chữ S, chữ P, chữ N, vân vân. Thì phần chữ đấy người gọi là phần địa chỉ. Đấy. Và đi kèm với địa chỉ thì bao giờ cũng có một giá trị, số giá trị đi kèm. Đấy. Thì như vậy, ta có thể tóm tắt lại là một cái cấu trúc chương trình điều khiển CNC thì bao giờ nó gồm có gì? Tên chương trình gồm có các block, đúng không? Trong các block thì được kết thúc mỗi block thì bao giờ cũng là dấu chấm phẩy. Trong một block thì có rất nhiều từ, đúng không? Và trong một từ thì nó gồm hai phần thành phần chữ và thành phần số. Thành phần chữ là gì? Địa chỉ, còn thành phần số là đến giá trị của địa chỉ đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn để xem là các thành phần chữ đấy người ta dùng những cái chữ gì. Ở đây ta có một cái bảng về các cái chữ. Thì đây các bạn sẽ thấy
Chữ đầu tiên chúng ta gặp là chữ P. Chữ P kèm theo một cái số thì đấy là gì? Chữ P là chức năng đặt tên cho chương trình. Bắt đầu chữ P và sau đó là số chương trình. Thì cái này hay viết ở đầu chương trình. Ví dụ P 12456 có nghĩa là gì? Cái chương trình chúng ta đang nhìn thấy đây là chương trình mang tên 12456. Tiếp theo sẽ là đến chữ N. N như number, tức là cái block number, cái số của cái dòng lệnh này. N, ví dụ N0, N10, N20, N30, vân vân, tăng dần này. Đây chúng ta hai cái mà nó đánh dấu cái địa chỉ của chương trình và địa chỉ của các block. Để tiếp theo đến cái gọi là lệnh G, gọi là các cái hàm chuẩn bị, đúng không? Cái mode chế độ làm việc là G, ví dụ như là G01 thì chúng ta sau chúng ta sẽ tra, chúng ta biết là G01 có nghĩa là nó làm cái nhiệm vụ gì đấy. Thế tiếp theo là các cái lệnh về hệ trục, các cái địa chỉ về hệ chuẩn độ hay trục tọa độ. Thì hệ trục tọa độ thì bây giờ các bạn phải biết. Lớp mình học, các bạn học môn kỹ thuật robot chưa nhỉ? Học rồi ạ. Học hết rồi gì? Có ai chưa học không? Có em chưa học ạ. Ok, thế thì chúng ta đã biết ý, ở trong không gian ấy, để mà xác định một cái vị trí của một điểm ở trong không gian thì chúng ta chỉ cần ba tọa độ, ví dụ như là x, y, z, hoặc một số máy thì người ta dùng là gì, UVV kép, hoặc đặc trưng cho cái chuyển động tinh tiến theo ba trục là x, y, z hoặc là UVV kép. Nhưng còn nếu mà để xác định một vật ở trong không gian ấy, thì chúng ta cần 6 thông số, không gian 3 chiều. Nhưng mà để xác định một điểm thì chúng ta cần 3 thông số để xác định điểm. Còn xác định một vật ở trong không gian thì chúng ta cần 6 thông số. Lý do tại sao chúng ta cần 6 thông số? Bởi vì một vật thì được đặc trưng bởi thứ nhất là một cái điểm. Ví dụ ta gọi là gì? Trọng tâm của cái điểm đấy đi, khối tâm của cái điểm đấy. Và cái thứ hai, thì cái vật khối tâm rồi nhưng mà cái vật đấy nó đi hướng theo hướng nào, đúng không? Nó chổng lên, ví dụ như cái chai nước các bạn, đúng không? Mình xác định là cái khối tâm nó ở giữa chai này. Nhưng bây giờ cái chai nước đấy nó chổng lên hay nó chổng xuống, nó nghiêng trái hay nó nghiêng phải hay nó nằm ra, đúng không? Như nào? Thì để xác định được chính xác thì người ta cần thêm 3 thông số nữa. Thông số đó là liên quan đến người ta gọi là hướng của cái vật đó. Và để biểu diễn hướng của cái vật đó thì người ta dùng là 3 phép quay quanh 3 trục, đúng không? Thứ nhất là tọa độ ứng với 3 trục x, y, z, và tiếp theo là 3 phép quay. 3 phép quay quanh 3 trục x, y, z tương ứng ở đây gọi là phép là ABC. Nên vì vậy ở đây khi nói đến hệ trục tọa độ thì đầu tiên là nói về hệ trục tọa độ, vừa nói về hệ trục tọa độ điểm, đúng không? Về điểm thì gọi là hoặc là chuyển động tĩnh tiến thì người ta sẽ dùng là các cái giá trị là x, y, z hoặc là u, v, v kép. Và đơn vị ở đây tức là cái số đấy thì bao giờ nó cũng đi kèm với cái địa chỉ đấy, bao giờ cũng đi kèm một cái giá trị. Và giá trị cái đấy thì nó được tính theo đơn vị là mm hoặc là inch. Ví dụ x 100 có nghĩa là gì? Trên trục x và tọa độ là hoặc là khoảng cách là 100 mm. Thế và cái thứ hai là gì? Quay. Như tôi đã nói là tĩnh tiến và quay. Quay thì ở đây người ta dùng là gì? Quay quanh ba trục x, y, z thì người ta dùng tương ứng với 3
ba chữ cái là A, B và C. Ví dụ như là A 30 có nghĩa là quay quanh trục x một góc 30 độ. Một cái đơn vị ở đây là gì? Degree, tức là độ. Đấy. Đấy, để các bạn hình dung ra. Đấy, tiếp theo là đến F. F là đặc tên cho feed rate. Feed rate là tốc độ ăn dao. Tốc độ ăn dao. Thì khi chúng ta muốn điều khiển cái tốc độ ăn dao thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh F để chúng ta setup cái tốc độ ăn dao. Và cái đơn vị của cái tốc độ ăn dao ấy thì tùy máy nhưng mà nó có ba đơn vị. Thứ nhất là gì? Mm trên phút, hoặc là inch trên phút, hoặc là độ trên phút. Đấy. Hoặc là cái đơn vị của nó là trên một vòng quay. Đấy. Tùy vào cái cấu tạo của cái hệ thống thì nó là mm trên một vòng quay, hoặc là inch trên vòng quay, hoặc là độ trên một vòng quay. Thế này là dùng chữ F. Tiếp theo là chữ S, hoặc là spindle speed, là tốc độ ra khoan. Thì là dùng chữ S. Thì đơn vị là RPM, tức là round per minute, tức là số vòng trên một phút. Ví dụ S 3000 có nghĩa là gì? Quay với tốc độ 3000 vòng trên phút. Một cái lệnh với cái địa chỉ tiếp theo là chữ T. T có nghĩa là tool. Tool có nghĩa là gì? Mình lựa chọn các cái dao cắt hoặc lỗ mũi khoan là công cụ tương ứng để mà thực hiện cái gia công chi tiết. Ví dụ như là có những lúc gì bạn bạn gọt giữa ban đầu thì bạn chỉ cần là thô thôi, không thì dao mũi dao nó lại cái dao cắt nó lại khác. Nhưng lúc mình tiện tinh thì mũi dao lại khác. Thế làm thế nào để thay đổi hay là mình gọi các cái loại dao đấy thì mình dùng lệnh tool T và mình sẽ đánh cái số T12 sẽ đứng với cái dao đấy. Thì ví dụ các bạn hay nghe máy CNC nó mâm cặp nó bao nhiêu dao ấy, nó chính là cái đấy, đúng không? Có cái không một dao thôi thì chả cần cái lệnh tool này, nhưng có cái nó có nhiều dao, 4 dao, 8 dao, 12 dao, 16 dao thì bao giờ mà có lệnh thay dao, đúng không? Phải gọi cái dao ra thì đấy là lệnh tool T. Tiếp theo là các cái chức năng trung gian thì người ta dùng là M. Ví dụ như machine có mang M06 chẳng hạn thì người ta dùng chữ M. Thế tiếp theo thì gọi là người ta dùng cái hàm gọi là hàm offset, dịch đi một đoạn như thế này, ship đi một đoạn, offset đi một đoạn này. Thì dùng chữ H hoặc chữ D. Rồi tiếp theo nữa là sẽ ví dụ như khi chúng ta muốn thực hiện một cái số vòng lặp bao nhiêu lần đấy thì người ta dùng cái lệnh là gì? L, đúng không? Từ khi muốn cái chương trình con ấy nó lặp đi lặp lại bao nhiêu lần thì có thể dùng chữ L, iteration. Ngoài ra thì đối với nội suy đường tròn thì người ta có thể dùng thêm là chữ R, là chỉ bán kính của cái đường tròn mà người ta định nội suy. Một cái nữa người ta gọi là chamfer, tức là gọi là cắt góc. Đấy, thì người ta dùng lệnh C. Đấy. Thế thì cắt góc bao nhiêu, chiều dài bao nhiêu thì đơn vị nó tương ứng, ví dụ ở đây đơn vị là mm thì cả cắt góc đều là gì? Cắt góc 2 mm. Thì cái lệnh C này
transfer sẽ offset này, nếu bạn nào học AutoCAD thì các bạn sẽ thấy nhiều cái lệnh đấy. Chúng ta vẽ cái hình chữ nhật này, chúng ta muốn gì, phạt cái góc gì chúng ta gọi là chăm một cái là nó phập cái góc chúng ta đi. Thế ngoài ra đối với cái nội suy đường tròn ấy, thì nó còn có thêm một cái nữa là cái tọa độ của tâm đường tròn. Thì ứng với 30 xyz thì người ta dùng 3 chữ EZK. Thì đơn vị đối với bán kính đường tròn hay là cái cắt góc hay là tâm đường tròn thì người ta đều dùng đơn vị là mm hoặc là inch. Thì đây gần như là tất cả những cái address, các cái địa chỉ, các chữ chúng ta hay dùng trong chương trình máy CNC, lập trình máy CNC. Thì các bạn có thể thấy ở đây, cái P là chỉ chương trình, cái N là chỉ số block, XYZ là gì? Tọa độ, ABC cũng tọa độ, F là tốc độ, S cũng là tốc độ, tool là thay tool, đúng không? Offset là HD, số lần lặp là R, bán kính R, cắt góc là C, center tâm đường tròn là EZK. Là những cái đấy nó rất là tường minh, nó có nhiệm vụ cụ thể rồi. Chúng ta nhìn là chúng ta biết cái gì. Thế nhưng chỉ có hai cái mà chúng ta sẽ thấy rất là nhiều mã đi kèm. Tất cả những cái trước tôi nói là gì, cái chương trình nó thay đổi nó phụ thuộc vào gì? Và chúng ta, đúng không? Nó liên quan đến cái tác động. Còn hai cái số sau là liên quan đến chức năng của cái lệnh này nữa, thì đấy chính là G và M, đúng không? G là preparatory function, là cái hàm về chuẩn bị, còn M là các cái hàm trung gian. Thì chính vì thế G và M là hai cái address, hai cái mã lệnh mà mình sẽ thấy nó xuất hiện nhiều nhất và nó mang tính chất đặc trưng về các cái thuộc tính, các cái khả năng của các cái thiết lập của chương trình CNC. Nên trường hợp này người ta hay gọi chương trình CNC là G M code này, chủ yếu là G và M này, là những cái câu lệnh. Còn những cái kia nói về giá trị nhiều hơn, còn mà thứ nhất thuật toán thì người ta cần câu lệnh nhiều hơn thì gọi là G và M code. Đấy là cái phần nói về các cái address, các địa chỉ trong chương trình này CNC. Thế thì chi tiết hơn thì các bạn có thể xem ở đây G là làm cái gì. Thì các bạn có thể thấy G, mô tả của G là điều khiển các trục và chuẩn bị cho việc thực thi các hàm đặc biệt. Ví dụ như lệnh thứ nhất là chuyển động, ra các lệnh chuyển động tương đối giữa giao cắt và chi tiết gia công. Thứ hai là có thể là thiết lập các hệ trục tọa độ cục bộ, như là định rõ gốc và hướng của hệ trục tọa độ. Hệ trục tọa độ thì các bạn có thể biết là có hệ tọa độ gì, vuông góc, đề cát, hệ tọa độ cực, rồi hệ tọa độ quay. Thứ ba là thực hiện các cái lệnh về nội suy, như là theo các thể nội suy khác nhau, như là nội suy đường thẳng thì lệnh khác, nội suy đường tròn, nội suy đường xoắn ốc, vân vân. Và cái G cũng liên quan đến một cái nhóm chức năng nữa là gì, dùng để bù dao hoặc là dùng để kiểm tra an toàn hoặc là dùng để nhảy qua. Đấy là cái tóm tắt các cái chức năng của các cái
hàm bắt đầu bằng chữ G. Tiếp theo là F. F là dùng để thiết lập tốc độ tương đối giữa dao và chi tiết cho lệnh nội suy. S là thiết lập tốc độ quay mũi khoan. T là lệnh thay dao và thiết lập lượng bù dao. M là các lệnh điều khiển đơn giản như là tắt bật các rơ le cũng như điều khiển các trục, ví dụ như là làm mát. Chúng ta sẽ tắt hay bật cái cơ chế làm mát đó lên, hay là bắt đầu hoặc kết thúc các chương trình chính và chương trình con, hoặc là gì ra lệnh cho quay mũi dao theo chiều thuận hay ngược chiều kim đồng hồ, rồi ra lệnh người thay dao, thay chi tiết, tấm đỡ, xoay bàn dao. Đấy là tất cả những lệnh mà liên quan đến vấn kết cấu cơ khí. Ngoài ra còn có các hàm tiện ích khác như là chương trình con, hoặc là các cái macro, hoặc là các cái chu trình cố định mà chúng ta đã sẵn cố định cho máy ta, ví dụ như chu trình tiện, chu trình doa, chu trình phay, chu trình kiểm tra chi tiết trước và sau khi gia công, thì chúng ta có thể dùng các hàm tiện ích khác. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một số cái hàm chính trong chương trình điều khiển CNC. Thì cái hàm đầu tiên mà chúng ta đề cập đến đấy là cái hàm gọi là G, và gồm các hệ trục tọa độ, các hệ thống hệ trục tọa độ. Thì cái hệ thống hệ trục tọa độ nó rất là quan trọng đối với chúng ta, bởi vì nếu như mà cái chúng ta làm việc một mình thì nó sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả, đúng không? Tại vì là chúng ta sống ở trong cái thế giới này, đúng không? Chúng ta tự đặt ra cái góc tọa độ cho chúng ta và chúng ta cứ di chuyển nhìn vào cái góc tọa độ đó thì nó không có vấn đề gì. Thế nhưng mà nếu chúng ta muốn gì tương tác với các cái hệ thống khác thì hệ thống khác đó nó cũng có các cái hệ trục tọa độ riêng của nó. Thế điều đó dẫn đến là gì? Chúng ta phải thống nhất được cái hệ trục tọa độ, và chúng ta phải đồng bộ nó về trên một tọa độ gốc ban đầu. Đấy. Thế thì như cái hình vẽ này, ở đây các bạn sẽ thấy là đây, thứ nhất ta có gọi là origin of world coordinate system. Tức là khi chúng ta đặt cái máy CNC vào trong cái xưởng thì cái việc đầu tiên để mà chúng ta biết được cái mối tương quan về mặt vị trí giữa các cái máy móc ở trong cái xưởng đó thì chúng ta cần cái gốc tọa độ của cái xưởng, hay là gì? Origin of World Coordinate System, tức là hệ thống tổng quát, thì chúng ta sẽ có gốc tọa độ. Thì sau đó tiếp theo lại đến là Origin of Machine Coordinate System, tức là trên máy nó lại có một hệ tọa độ gốc nữa. Hệ tọa gốc này là dùng để hệ tọa độ chuẩn cho tất cả các hệ tọa độ sinh ra ở trên máy. Còn hệ tọa độ Origin of World Coordinate System là hệ tọa độ chuẩn cho tất cả các cái máy ở trong cái phân xưởng đó. Ví dụ như chúng ta sau chúng ta cần một cái ví dụ như cần một con robot với cả một cái máy CNC chẳng hạn. Thế thì để con robot nó gắp được cái vật
ở trong máy CNC thì con robot đấy nó phải nắm được cái trục tọa độ của máy CNC và từ đó nó quy đổi về cái trục tọa độ của nó, đúng không? Thế thì cái vật đấy nằm ở trong máy CNC thì chúng ta biết được tọa độ của nó theo hệ trục tọa độ của CNC. Nhưng cái vật đó mà muốn con robot nó gấp chính xác thì chúng ta phải quy đổi về cho con robot, thì người ta lại đầu tiên người ta sẽ quy đổi về hệ tọa độ gốc của cả cái xưởng đấy, origin of world coordinate system. Sau đó chúng ta mới tính ngược lại ra cái vị trí của nó trên hệ tọa độ của con robot. Đấy. Thế là lý do là khi chúng ta xây dựng một cái hệ thống, cái vấn hệ trục tọa độ rất là quan trọng. Thế thì ở đây chúng ta chỉ nói là trong máy CNC thôi, nên chúng ta quan tâm đến cái gốc origin of machine coordinate system rồi. Thế ở đây đầu tiên tôi giới thiệu là 6 cái lệnh là G54 đến G59. Thế G54 đến G59 là cho phép chúng ta gì? Xây ra, định nghĩa ra 6 cái hệ trục tọa độ khác nhau ở trong cái máy CNC. Thì ngoài ra còn thêm một cái lệnh là lệnh gì? IP là offset, tức là dịch cái hệ trục tọa độ ấy đi theo một cái vector IP nào đó. Thế thì cái offset này là offset là thay quyền tĩnh tiến, và chúng ta chỉ dịch cái gốc tọa độ thôi, còn các cái trục x, y, z, các cái hướng là gì? Là không đổi. Đấy, tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến lệnh nội suy. Đầu tiên ta nói đến nội suy đường thẳng. Thế nội suy đường thẳng ở đây thì có hai lệnh là nội suy đường thẳng theo giá trị tuyệt đối hay là nội suy đường thẳng theo giá trị tương đối. Thế thì nếu mà chúng ta nội suy đường thẳng theo giá trị tuyệt đối, gốc giá trị tuyệt đối, thì chúng ta phải gọi lệnh là G90 trước khi chúng ta thực hiện lệnh nội suy đường thẳng G01. Thì chúng ta thực hiện lệnh gọi lệnh G90 là nội suy theo gì? Tuyệt đối. Thì ở đây ví dụ ta có một cái lệnh là G90 rồi nhé, G01 X200 Y100 F200. Thì đầu tiên chúng ta phải phân tích một chút. Thì G01 là nội suy, đúng không? XY sẽ là cái khoảng thời gian, cái khoảng cách mà chúng ta di chuyển. Còn F200 sẽ là tốc độ ăn dao. Vì vậy nên cái F200 này tạm thời chúng ta không xem xét ở đây. Chỉ còn hai cái lệnh là gì? X và Y thôi. G01, X200, Y100. Thế giả sử cái tốc, cái vị trí dao hiện tại đang là vị trí này. 50-50. Cho nên tuyệt độ. Thế là nội suy tuyệt đối thì có nghĩa là ta đến cái điểm gì? X bằng 200 và Y bằng 100. X200 này và Y100 này. Có nghĩa là cái tọa độ này là được tính toán trên cái hệ tọa độ tuyệt đối này. Tức là bản chất là đang từ điểm 50-50 chúng ta chạy đến điểm 200-100. Bản chất là trục X chúng ta sẽ chạy 150, trục Y chúng ta chạy 50. Đấy là nếu chúng ta dùng G90 tuyệt đối. Còn một cái nữa là nội suy tương đối, hệ tọa độ tương đối, thì chúng ta gọi G91. Lệnh G91.
M91. Thì câu lệnh cũng tương tự. Không. Cũng G01X200 Y100 F200. Thì như tôi nói là F200 nó là về tốc độ. Độ ăn giao thì mình chưa quan tâm ở đây. Không. Đều là G01X200 Y100. Độ dịch chuyển của gì? Theo trục X. Và Y100 này là độ dịch chuyển theo trục Y. Tức là nó dịch chuyển với tương đối so với vị trí ban đầu. Yeah. Thế nên X200 lúc này nó là gì? Từ đây đến đây là 200. Từ đây đến đây là 100. Yeah. Đấy. Thế thì các bạn phải chú ý khi chúng ta dùng cái lệnh nội suy, tức là cái việc tính toán cái điểm đích của chúng ta là dựa trên là gì, hệ tọa độ tuyệt đối hay là mối quan hệ tương đối giữa vị trí đích và vị trí ban đầu. Thì cái việc điều khiển vị trí x tuyệt đối hay là tương đối là chính là lệnh G90 và G91. Tiếp theo là chúng ta sẽ xem xét đến cái lệnh là nội suy đường tròn. Nội suy đường tròn thì chúng ta biết rằng là đường tròn thì nó có hai cách di chuyển. Cách di chuyển thứ nhất là gì? Theo chiều kim đồng hồ. Và cách di chuyển thứ hai là ngược chiều kim đồng hồ. Thế vì vậy ở đây người ta cũng có hai cái lệnh tương ứng là G02 là theo chiều kim đồng hồ và G03 là ngược chiều kim đồng hồ. Thế một cái việc tiếp theo nữa mà chúng ta cần xem xét là vì nó là đường tròn nên cái đường tròn này nó phải nằm ở trên một cái mặt phẳng nào đó. Đúng không? Vì vậy nên là ngoài cái chuyện là chúng ta xem xét cái chiều quay của quá trình nội suy đường tròn, chúng ta còn phải xem xét đến cái gì? Cái mặt phẳng mà cái đường tròn đấy nằm. Thế thì ở đây với ba trục XYZ thì chúng ta sẽ có ba mặt phẳng là mặt phẳng XY, mặt phẳng XZ và mặt phẳng YZ. Thì nếu mà chúng ta muốn vẽ trên mặt phẳng XY thì chúng ta sẽ gọi lệnh G17. Còn nếu gõ trên mặt phẳng ZX thì chúng ta sẽ gọi lệnh G18. Và nếu gõ trên mặt phẳng YZ thì chúng ta sẽ gọi lệnh G19. Các bạn chú ý cho tôi, đối với nội suy đường tròn thì có hai thông số mà mình cần phải để ý. Thứ nhất là gì? Chiều quay. G02 là cùng chiều quay đồng kim đồng hồ. G03 là ngược chiều quay kim đồng hồ. Và tiếp theo là cái mặt phẳng mà cái hình tròn này, cái đường tròn khung được vẽ đây thì là còn biết sẽ là G19. Giờ chúng ta nghỉ giải lao 10 phút đến 2:10 chúng ta sẽ tiếp tục nhé.
Em thưa thầy, thầy đang tắt mic ạ. Chưa dậy đâu. Tôi đang lướt lại các slide. Chúng ta bắt đầu nha. Mọi người quay lại chưa? Thế lúc nãy chúng ta đã kết thúc ở cái chuyện là độ duy hình tròn G02 là theo chiều kim đồng hồ, G03 ngược chiều kim đồng hồ, đúng không? Thì đó lại là 17, 18, 19 là để chọn các mặt phẳng tọa độ. Thì bây giờ tiếp theo là chúng ta sử dụng các cái lệnh G02, G03 như thế nào, xem chi tiết. Thế thì để mà sử dụng cái lệnh độ duy đường tròn ấy, thì thông thường chúng ta sẽ phải chỉ ra là gì, điểm đầu và điểm cuối, đúng không? Và sau đó thì chúng ta phải thêm là gì, rồi chiều quay. Nhưng mà thế thì chưa đủ, để chúng ta phải thêm là gì, hoặc là tâm hoặc là bán kính, đúng không? Tôi share cho các bạn để giải thích cho các bạn cái về cái đường tròn nội suy. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại lý thuyết để toán một chút, đúng không? Bây giờ ta có hai điểm, điểm A và điểm B. Điểm A và B. Đúng không? Thì nếu như mà chúng ta có tâm được chọn. Đâu đây, ví dụ tâm đây. Tâm Y đây. Thì ta có thể vẽ được gì? Một cung tròn đi từ A đến B với tâm Y theo hai cách. Alo, mọi người nghe tôi nói không? Alo? Đã có. Alo? Tại vì tôi vừa bị ao mạng hay sao ấy. Nếu mà các bạn đã không có. Nghe thấy tôi nói thì các bạn chat ấy vào chat box ấy thì nó sẽ để tôi sẽ biết được. Tôi vừa thấy báo bị ao mạng. Rồi chúng ta quay lại. Các bạn đang nhìn thấy màn hình cái gì? Được rồi, thấy.
Các bạn nhìn thấy ok cái hình vẽ có hai chữ AB với chữ Y chưa? Chưa thầy. Hello? Chưa thầy ạ. Nhìn thấy chưa? Chưa. Tôi share rồi đây. À, bọn em vẫn nhìn thấy màn hình trắng hiện lỗi ạ. Màn hình trắng á? Vâng, nó hiện something when wrong. Để share lại nào. Tôi xem màn hình để cho nó dễ. Rồi các bạn nhìn thấy cái gì rồi? Hôm bữa em thấy rồi. Ok. Thấy ạ. Tôi nói lại nhé. Tức là hôm nay ta nói cái lệnh nội suy đường tròn ấy thì ta cho điểm đầu. Đấy, đây là điểm đầu và điểm cuối. Thế muốn vẽ được cái đường tròn từ A đến B thì chúng ta phải biết ít nhất là gì? Là tâm đường tròn. Thế nếu chúng ta có tâm đường tròn mà chúng ta thì chúng ta lập tức vẽ được một đường tròn. Tất nhiên cái tâm này nó phải thỏa mãn điều kiện là cách đều hai điểm AB. Thì chúng ta mới vẽ được cái đường tròn đi qua hai điểm AB. Thế thì có tâm đường tròn có hai điểm AB rồi, mà chúng ta vẫn có hai lời giải, đúng không? Lời thứ nhất là đi từ A đến B theo cái chiều này. Và lời thứ hai là đi từ A đến B theo, đúng không? Thế thì đi theo đường xanh hay đi theo đường đỏ, đấy là do gì? Thuận chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ? Đấy. Nên vì vậy muốn xác định chính xác là cái cung nào thì chúng ta phải có thứ nhất là gì? Điểm đầu, điểm cuối, tâm đường tròn và chiều quay thuận chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ. Đấy, các bạn phải nhớ là khi chúng ta thực hiện cái lệnh nội suy đường tròn chúng ta phải nhớ cần đưa thì có và cái endpoint này sẽ được nghĩa theo nhiều cách khác nhau, cụ thể là chúng ta có thể nhập gì theo tọa độ x y z. Đấy, về chính quy chính mô bị ao mạng. Cách thứ hai thì chúng ta sẽ nhập theo khoảng cách từ cái điểm ban đầu trở đi, và khi đó mọi người nghe được tôi. Dạ, bên em nghe thầy nói nó cứ bị đứt quãng ấy. Bán kính hình vẽ đây
chúng ta lại có 2 điểm A và B. 2 điểm A và B. Thì để xác định được gì? Tâm đường tròn. Thì chúng ta phải xác có bán kính đường tròn để xác định được tâm thì chúng ta phải vẽ đường gì? Đường quỹ đạo của tâm đường tròn, đúng không? Chúng ta tính từ AB ra, đúng không? Khoảng cách từ đây là R. Đấy, thì chúng ta sẽ tính được cái tâm đường tròn, đúng không? Chúng ta mới vẽ được tròn. Được. Ngoài ra thêm cái F để cho các bạn chú ý ba cái hình phía trên này. Không? Thầy ơi, em nãy giờ bọn em thấy thầy kiểu là xem màn hình sau bị ao ra xong kiếm nó bị đứt đoạn. Là vẽ trên mặt phẳng xy mà phẳng xy thì để tính ra cái tọa độ tâm từ cái điểm bắt đầu này thì chúng ta phải dùng lệnh là gì? Đó, 17 đấy. Là gì? À là thưa thầy, màn hình thầy xe đang bị lỗi. Thế là chú ý thì chúng ta xác định được mệt và anh thấy mất mạng rồi. Mọi người alo. Mọi người nghe đấy, tôi nói không nhỉ? Bây giờ bọn em nghe, nãy thì thầy xem hình cứ bị ao ra xong rồi kiểu giọng thầy nó bị đứt quãng. Bọn em nói thầy cũng không nghe được. Ừ, nó vừa bị thoát, bị mất mạng này. Đang ngồi giữa chồng với Khoa mất mạng. Ok, lúc nãy nói đoạn nào rồi nhỉ? Từ cái đoạn mà vẽ cung AB nên là bọn em không nghe được cái gì nữa rồi thầy. Thôi rồi, không cần, cái cung này không cần. Đây, chúng ta quay lại cái chỗ này nha. Cái slide này là tôi nói lại cái slide này một chút nhá, nhìn thấy slide chưa?
Bọn em thấy rồi ạ. Thì đối với cái lệnh nội suy đường tròn ấy thì chúng ta cần phải xác định điểm đầu và điểm cuối. Được chưa? Đầu tiên là phải xác định điểm cuối. Điểm đầu sẽ là cái điểm mà hiện tại chúng ta đang đứng ở đấy, tức là kết thúc câu lệnh trước thì chúng ta đang đứng ở điểm nào thì đấy là điểm đầu. Được chưa? Còn trừ khi muốn di chuyển đến cái điểm đấy, chúng ta phải có cái lệnh di chuyển đến cái điểm khác, đấy là điểm đầu. Thế thì để xác định điểm cuối thì nếu chúng ta thì chúng ta sẽ dùng cái tọa độ x y z đúng không? Thì nếu mà g 90 thì là tuyệt đối, mà g 91 thì sẽ là gì? Tương đối, tức là g 90 chúng ta sẽ lấy x y z là so với hệ tọa độ gốc. Còn g 91 là x y z so với cái gì? Điểm bắt đầu. Đúng không? Theo cái khoảng cách đấy. Giống như cái nội suy đường thẳng tôi đã giải thích về g 90 và g 91. Còn đối với tiếp theo, nếu mà chỉ có điểm đầu và điểm cuối thì như tôi đã nói nữa là nó chưa đủ để chúng ta vẽ ra đường tròn, nó có rất nhiều đường tròn đi qua điểm đầu và điểm cuối. Nên chúng ta phải xác định là tâm đường tròn. Tâm đường tròn thì người ta sẽ dùng cái tọa độ là Izika để xác định cái tâm đường tròn từ cái điểm đầu. Thì như các bạn, như tôi đã nói nữa là các bạn sẽ phải vẽ cái đường tròn đấy trên mặt phẳng nào, mặt phẳng xy hay mặt phẳng xz hay mặt phẳng yz. Vì vậy nên chúng ta không dùng cả ba chữ Izika mà chúng ta chỉ dùng hai trong ba chữ đấy thôi để xác định ra cái tọa độ tâm. Thì chúng ta có thể dùng là gì? Easy, y là để xác định cái tọa độ tâm theo trục x và z là tọa độ tâm theo trục y. Còn hoặc là ik là y là tọa độ tâm theo trục x và k là tọa độ tâm theo trục z, hoặc là zk trong đó z là tọa độ tâm theo trục y và k là tọa độ tâm theo trục z. Đấy. Hoặc một cách khác nữa là chúng ta có thể xác định được cái đường tròn đấy nếu chúng ta cho cái giá trị bán kính của đường tròn bằng chữ là R. R bán kính đường tròn thì chúng ta sẽ vẽ được cái đường tròn đó. Còn ngoài ra, khi mà di chuyển thì bao giờ cũng có cái gì? Tốc độ ăn dao. Vì vậy nên nó sẽ có cái lệnh F. Lệnh F và tốc độ ăn dao đi kèm. Thì đấy là cái phần mà tôi nói lúc nãy nó bị bập bõm. Thì bây giờ để hiểu rõ hơn cái chỗ này thì ta sẽ xem cái ví dụ. Ví dụ thứ nhất là chúng ta sẽ di chuyển từ cái điểm ban đầu này. Thì cái lệnh đầu tiên là G92X200Y40Z0 là chúng ta di chuyển cái hệ tọa độ của chúng ta, là cái điểm xuất phát điểm của chúng ta ấy, đến điểm x200y40z bằng 0, tức là cái điểm này. Đấy là cái lệnh G92. Nên như là chúng ta đặt là điểm bắt đầu của chúng ta, nội suy đường tròn sẽ là điểm này. Sau đó cái lệnh tiếp theo là G90, có nghĩa là chúng ta dùng gì? Hệ tọa độ tuyệt đối. G03 là nội suy đường tròn theo gì? Ngược chiều kim đồng hồ. Đến đây là điểm gì? Điểm này là điểm đích, chính là cái điểm này. X140Y100, tức là trong hệ tọa độ đối, thì đến cái điểm đích là nội suy từ điểm 240 đến 140 100 theo đường tròn và theo gì? Ngược chiều kim đồng hồ. Và y trừ 60 tức là từ cái điểm 240 này chúng ta lùi đi trừ 60, tức là 200 trừ 60 là còn 140, còn gì? Z là giữ nguyên. Vì vậy nên là cái điểm này là xác định cho tâm đường tròn. Có điểm đầu này, điểm đầu là 240, điểm cuối 140 100, tâm là y trừ 60, tức là 200 trừ 60 là 140, còn
theo trục y là giữ nguyên này vẫn 40 nên tâm là 140-40 và tốc độ ăn dao là 300. Đấy, như vậy ta sẽ vẽ được cái đường này. Yeah. Thế bây giờ chúng ta ở cái điểm này rồi. Xong lệnh tiếp theo là G02. G02 cũng là nội suy đường tròn. Nhưng mà làm sao? Theo chiều cùng chiều kim đồng hồ tới điểm X120 Y60 là tuyệt đối. X120 Y60 đây là điểm này. Đấy. Và tâm là y là -50, tức là y -50, tức đang chỗ này là y bằng x bằng 140 -50 là còn 90 là chỗ này, còn trục y là không đổi nên là vẫn là 100, nên cái tâm nó sẽ là 140 -50 là còn 90, còn 90-100, tâm là 90-100. Di chuyển từ 140-100 đến 120-60 với tâm là 90-100. Đây và nó di chuyển đây. Và chúng ta lại được cái cung tròn này. Đấy. Thế thì cái lệnh này nó cũng tương đương với việc nếu như ta viết cái này là ta dùng gì? Xác định tọa độ của tâm đường tròn. Thế còn ở đây thì ta sẽ xác định dựa vào bán kính của đường tròn. Thì đầu tiên ta cũng dùng lệnh G92 X200 Y40 Z0, tức là giống nhau rồi. Nhưng mà cái lệnh tiếp theo là G90 G03 X140 Y100, tức là gì? Nội suy gì? Đường tròn ngược chiều kim đồng hồ cũng đến điểm 140-100 ở đây. Nhưng mà thay vì dùng lệnh Y-60, tức là để xác định cái tọa độ tâm đường tròn thì ta dùng lệnh R60. R60 tính là cái chỗ này. Bán kính đường tròn là 60. Đấy. Và F300. Thực ra hai thằng này nó là gì? Tương đương nhau. Thì chúng ta đi thì đi đến đây với bán kính là 60. Tiếp theo lại G02 giống đây, G02 X120 Y60, nhưng mà thay vì Y-50 chúng ta lại đi là gì? R50, thì chúng ta cũng được cái cung tròn như này. Tức là trong trường hợp chúng ta dùng cái gì, chế độ là gì, hệ tọa độ tuyệt đối absolute, tức là tất cả là tính trên hệ tọa độ tuyệt đối này. Bây giờ cũng vẫn cái hình đường đi đó, nhưng mà nếu chúng ta lập trình sử dụng hệ tọa độ tương đối thì câu lệnh nó sẽ khác một chút. Nó khác như thế nào thì các bạn có thể nhìn thấy đây. Tức là hệ tọa độ tuyệt đối thì chúng ta dùng G90, nhưng hệ tọa độ tương đối thì chúng ta sẽ dùng là G91. Và ta có G91 ở đây. Và G03 ở đây là nội suy đường tròn ngược chiều kim đồng hồ X-60. Có nghĩa là chúng ta đang ở 200. Chúng ta trừ đi 60, chúng ta còn 140. Y-60, tức là chúng ta đang ở y là đang ở 40. Chỗ này là 40 đây. Chúng ta cộng thêm 60 là thành 100. 100. Thế vì vậy chúng ta sẽ di chuyển là từ gì? 240 sang cái là 140-100. Và Y-60 thì như chúng tôi đã giải thích trước đây, Y-60 nghĩa là cái tâm đường tròn là trục x bớt đi -60, bớt đi 60 là còn 140, còn trục y giữ nguyên vẫn là 40. Đấy, như vậy ta có tâm vào đây.
và F300 tốc độ hàn giao là 300. Tiếp theo ta lại dùng lệnh G02 là nội suy đường tròn cùng chiều kim đồng hồ x-20, tức là chúng ta đang ở vị trí 140-100, tức là x-20 tức là 140-20 còn 120 đến đây. Còn y-40, y đang 100 trừ 40 thì còn 60 là đây, tức là chúng ta được cái điểm này. Và chúng ta lấy gì? R60, tức là bán kính đường tròn là 60. Nên ở đây chỗ này y-40 này, và chúng ta lấy y-50, tức là trục x đang từ 140 trừ 50 là còn 90, tức là tâm đường tròn này. Tương tự như thế, nếu như chúng ta dùng lệnh R thì chúng ta cũng có lệnh là G91 rồi. Hệ tọa độ tương đối G03 là nội suy ngược chiều kim đồng hồ x-60 lại là gì? 200-60 còn 140, y-60 40 cộng 60 bằng 100, R60 là gì? Bán kính đường tròn là 60. Chúng ta cũng tính được ra cái đường này. F300. Tương tự G02 x-20 cũng 140-20 còn 120, y-40 100-40 còn 60, R50 bán kính 50, nên ta lại được cái đường này. Đấy. Thế như vậy là các bạn có thể thấy là cùng một cái quỹ đạo mà chúng ta có 4 cái cách lập trình khác nhau. Đấy. Tiếp theo là nội suy spline. Nội suy spline là nội suy một cái đường cong bất kỳ. Và yêu cầu của đường cong này là đường cong này phải trơn. Đấy. Và đi qua một số điểm mà chúng ta yêu cầu. Đấy. Nội suy spline. Thế thì ở trong máy CNC, người ta cung cấp cho chúng ta cái lệnh nội suy spline. Thế ở đây là cái ví dụ về chúng ta vẽ ra cái đường màu đỏ này. Đầu tiên chúng ta sẽ xem xét là cái đường này sẽ được vẽ trên mặt phẳng XY. Vì vậy nên đầu tiên chúng ta sẽ gọi là gì? G17. G17. Sau đó chúng ta gọi tiếp lệnh G01, tức là nội suy đường thẳng, di chuyển đến điểm x10 y0 f200, tức là điểm này. X bằng 10, y bằng 0, f200 là điểm này. Xong đó tiếp theo ta sẽ gọi lệnh là N20. N20 là chúng ta tiếp tục di chuyển theo đường thẳng, đúng không? G01. X0 là x bằng 0, y bằng 15. Là chúng ta di chuyển đến cái điểm này. Sau đó đến dòng tiếp theo là G06.1, chính là lệnh nội suy spline. Đầu tiên chúng ta sẽ đi qua điểm là X5, Y30, là điểm này. Sau đó chúng ta sẽ đi qua điểm X20, Y15, chính là điểm này. Sau đó đi qua điểm X45, Y30. X45, Y30 là điểm này. Và
đi qua điểm X60Y15 là điểm này. Sau đó đến N70 là G01 X65Y30. Tức là khi chúng ta gọi lệnh G01 tức là nội suy đường thẳng thì cái lệnh spray nó tự động hủy và nó thực hiện lệnh nội suy là G01X65Y30, tức là di chuyển nội suy đường thẳng từ gì? Điểm 60-15 đến 65-30 là điểm này. Đấy. Còn lệnh M30 thì nó là lệnh về điều khiển thôi. Thì các bạn có thể thấy rằng là hai cái đoạn đầu này là đường thẳng thì chúng ta thấy rồi. Nhưng từ N30 đến N60 là nó sẽ di chuyển. Nếu mà về nguyên tắc, nếu nối đường thẳng nó đi theo đường gấp khúc như này, đúng không? Như lệnh spray ấy, thì nó cho phép chúng ta tạo ra một cái đường cong. Đấy. Đường cong này thì về nguyên tắc là gần với cả cái đường gấp khúc này nhất, nhưng mà nó có yêu cầu là gì? Cái quỹ đạo tại cái điểm này nó phải là gì? Điểm trơn, điểm liên tục. Điểm trơn, điểm liên tục nó là thế nào? Tức là nếu các bạn ở cái điểm gấp khúc này này thì nó xảy ra hiện tượng là nếu các bạn đạo hàm cái đường này ra, đúng không, thì tại cái điểm gấp khúc này thì cái lim bên trái và lim bên phải nó sẽ khác nhau. Vì vậy nên là cái gì? Cái vận tốc ở đây nó sẽ không liên tục. Đúng không? Trừ khi mà mình phi nó về không rồi. Như thế nó rất là không tốt. Thế thì spline thì nó bắt buộc là mình phải xây dựng một quỹ đạo cong sao cho những cái điểm ở đây nó là điểm trơn. Tức là nếu nói khác là vận tốc ở bên trái và vận tốc ở bên phải, tức là cái đạo hàm ấy, hay nói khác vận tốc ở bên trái bên phải, cái điểm này nó phải bằng nhau, đúng không? Và cái tốc độ di chuyển bằng cái tốc độ di chuyển mà chúng ta đặt ra. Thì làm chúng ta phải có điều kiện. Thì nếu mà bạn nào học robot thì các bạn cái phần thiết kế quỹ đạo thì có thể các bạn đã tiếp xúc với cái này rồi, ví dụ như quỹ đạo đi qua nhiều điểm đấy, đúng không? Đầu tiên là mấy cái 414 rồi là hai cái bằng nhau ấy, thì spline nó cũng gần gần như thế. Và cái này thì cho phép chúng ta tạo được những cái đường cong nó trơn, nó mềm nhá. Và đảm bảo cái di chuyển nó không bị lỗi. Tại vì khi chúng ta gia công hoặc chúng ta làm thì chúng ta phải di chuyển ở tốc độ rất là cao. Thì mỗi cái việc lần mà nó thay đổi cái quỹ đạo ấy, thì có thể là làm cho cái việc di chuyển nó gây sứt mẻ ra chi tiết, nên là nó sẽ supply. Thế thì về tốc độ ăn dao thì chúng ta cũng phải quan tâm đến cái gọi là tốc độ ăn dao. Thì cái việc mà cái dao nó di chuyển, nó tăng tốc, nó giảm tốc, đặc biệt ấy, là khi nó bắt đầu tiếp xúc với chi tiết ấy, thì là cực kỳ quan trọng. Thế như tôi đã nói lúc trước ấy, trong cái phần gọi là interpolation ấy, thì là cái việc mà chúng ta có cái tốc độ đặt, nhưng mà chúng ta không thể vọt một cái cho cái giá trị nó lên ngay được cái giá trị mong muốn. Đấy, vì thế nên là chúng ta phải có cái phần gọi là tăng tốc và giảm tốc. Thế thì để thực hiện quá trình tăng tốc và giảm tốc ấy thì người ta có thể cài đặt các cái chế độ và các profile tăng tốc và giảm tốc khác nhau. Cái profile phổ biến nhất ấy là profile hình tốc độ hình thang, hay gọi là profile gọi là 212 nếu như mà chúng ta quy sang cái gọi là quỹ đạo di chuyển. Tức là bao giờ chúng ta cũng có một đoạn là tăng tốc,
Bao giờ chúng ta có một đoạn tăng tốc ở đây. Đây là tăng tốc. Tăng tốc từ từ 0 lên tốc độ đạt. Sau đó chúng ta sẽ chạy với tốc độ ổn định. Và kết thúc thì chúng ta lại phải có quá chế độ là gì? Để giảm tốc. Đấy. Thì trong cái quỹ đạo hình thang ấy thì ở đây là cái đường tăng tốc này đường tuyến tính. Tức là hàm tuyến tính của thời gian. Giảm tốc cũng là tuyến tính. Thế thì khi thì cái này là gì? Cái này nếu mà các bạn đấy thì gia tốc nó sẽ như thế này. Không, gia tốc nó như thế này. Hằng số. Vẽ hơi xấu thì hằng số. Yeah. Thế đây là gì? Hằng số này bằng 0 này, hằng số này tích phân lên để ra vận tốc thì sẽ là gì? Hàm bậc 1 này. Hằng số này, bậc 0 lại hàm bậc 1 của thời gian này. Và tích phân cái vận tốc ấy, thì lên vị trí thì ta sẽ được là gì? 212. Tức là vị trí sẽ là cái đoạn đầu này sẽ là gì? Hàm bậc 2 của thời gian. Còn đoạn hằng số này sẽ là gì? Hàm bậc nhất của thời gian. Và đoạn giảm tốc này cũng là gì? Hàm bậc 2. Đúng không? Chúng ta có thể vẽ như này. Bậc 2 này, cong này. Xong rồi thẳng này. Xong đó lại gì? Cong. Đấy. Thì đây là 2. Đây là 1. Đây là 2. Đấy. Thế còn một loại thứ hai là cái quá trình tăng tốc và giảm tốc này thì nó sử dụng cái không phải là hàm tuyến tính mà là hàm mũ exponential, hàm mũ e mũ trừ alpha t. Thế phụ thuộc vào tùy vào alpha mà nó sẽ tăng hay giảm. Thì cái hàm mũ ấy nó có cái hay là cái đoạn đầu nó tăng nhanh và đoạn sau nó sẽ gì? Dần dần nó tiếp cận vào đây. Tương tự như thế, lúc giảm tốc cái đoạn sau đoạn đầu nó giảm rất nhanh, rồi đến đoạn mà nó gần dừng thì nó giảm đi, thì nó cũng có cái hay của nó nhá. Và một cái loại nữa mà các bạn cũng có thể gặp đấy là dạng hàm S shape. Thế cái chỗ này nó như chữ S. Đấy, như chữ S. Nhìn vẽ này không được đẹp lắm. Thì nó gọi là S shape. Thì S shape này nó cũng tương tự như thế. Tức là cái đoạn đầu với đoạn cuối này thì nó mềm, cái đoạn giữa này nó là gì? Nó lại nhanh. Thế thì nhìn chung trong công nghiệp ấy, thì người ta hay sử dụng ba cái loại profile tốc độ này để người ta di chuyển. Tùy thuộc chúng ta lựa chọn, tùy thuộc vào cái vật liệu, tùy thuộc vào công nghệ của chúng ta mà chúng ta sẽ chọn được cái profile nào nó thích hợp nhất với cái chuyển động của chúng ta. Để tiếp theo và chắc cũng là cái cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay là chúng ta đến các hàm liên quan đến giao cắt đến T cốt. Thì có gọi là offset bên trái chiều chuyển động là G41, hay là offset bên phải chiều chuyển động là G42, và hủy offset cho dao là G40. Tức là các bạn hình dung là cái tool này, chúng ta này
thì nó sẽ có một cái hình tròn và nó có cái bán kính. Thế thì chúng ta muốn ví dụ chúng ta muốn cắt cái hình chữ nhật như thế này. Chúng ta muốn cắt cái hình chữ nhật như thế này thì chúng ta không phải điều khiển cái tâm này vào cái chỗ này, mà thực ra là cái chỗ va chạm của cái dao với cái chi tiết là cái điểm này. Đúng không? Thế vì vậy mà chúng ta lại điều khiển cái điểm này. Thế vì vậy chúng ta không thể điều khiển cái điểm tâm này vào đây, mà bản chất chúng ta phải gì? Dịch nó ra. Dịch nó ra một đoạn. Đúng không? Thế dịch nó ra một đoạn thì đấy chính là lệnh offset. Thì offset bên trái chiều chuyển động là G41, có nghĩa là ví dụ như thế này, chúng ta di chuyển đây, di chuyển theo chiều này, dao nó di chuyển chiều này, nhưng mà thực ra chúng ta muốn gì, dịch nó cho R thì là offset ra bên trái chiều chuyển động, bên trái chiều chuyển động. Đấy. Còn offset bên phải chiều chuyển động là bên này, chúng ta dịch ra đây. Chúng ta cái này dịch ngược, xin lỗi các bạn, chúng ta cái này đúng không, chúng ta muốn ở đây nhưng mà chúng ta lại offset ra bên trái chiều chuyển động là chúng ta dịch ra đây, đúng không? Đấy. Còn cái bên này là chúng ta muốn ở đây nhưng mà thực ra muốn cắt thế chúng ta phải dịch ra một đoạn R thì là dịch ra bên phải chiều chuyển động thì là dịch ra đây. Thì bên trái này là chúng ta dùng gì, G41, còn bên phải thì chúng ta dùng G42. Đấy. Và như thế để chúng ta có thể cắt được cái hình vuông này do cái gì, chênh lệch của cái tâm. Đấy, khi nó cắt chính xác, còn nếu không offset thì nó sẽ cắt lẹm vào đây. Ví dụ chúng ta điều khiển cái tâm vào đây đúng không, thì dẫn đến nó sẽ cắt một đoạn bằng R là như thế này, đúng không? Thì nó sẽ gây sai số giữa cái chi tiết chúng ta cần cắt và cái thực tế chúng ta muốn cắt. Đấy. Vậy nên là các bạn phải chú ý. Ok, thì bây giờ cũng đã hết giờ rồi. Thì bài học của tôi hôm nay kết thúc ở đây. Các bạn có câu hỏi gì nữa không? Em có một câu hỏi không ạ? Ừ. Thầy có thể đánh những cái slide, nội suy slide. Slide 15, đúng slide 15. Thì em cho em hỏi là cái dòng N10 thì cái G17 là cái gì ạ? G17 đấy. G17 là chọn mặt phẳng. À dạ. Y. Em có câu hỏi nữa là nếu mà kiểu cái dạng supply của mình nó là kiểu nó đi lên hoặc là đi xuống hoặc là vòng qua cái đường đấy thì mình cứ nội suy cũng dùng cái lệnh G06.1 đấy ạ? À? Tức là supply thì nó không phải supply, nó chỉ là thế này thôi. Thế là em cho nó một vài điểm và nó sẽ tạo ra một quỹ đạo mềm đi qua các cái điểm đấy. Vâng. Và sát với cả cái đường hàng ngày nhất. Còn nó cắt hay không cắt thì cũng không phải là vấn đề. Dạ vâng. Còn nếu mình muốn nó sát hơn nữa thì mình phải tăng thêm cái số điểm mà cái đường đấy phải đi qua. Hiểu không? Vâng. Thầy cho em hỏi phần gọi tính tâm của nội suy đường tròn với ạ. Tâm nội suy đường tròn. Đây á, ví dụ nhá. Thì cách dùng EZK để xác định tâm thì em hiểu rồi, nhưng mà cách dùng bán kính ạ. Thì em nghĩ là nếu biết điểm đầu, điểm cuối và bán kính thì ta có thể xác định ra đến 2 tâm. Ừ, thế nhưng mà nó còn có chiều quay nữa em. Vâng, kể cả nếu mà mình xác định tâm ở phía bên kia thì chiều quay nó vẫn có thể quay được. Nhưng mà thường thì nó sẽ lấy cái cung nhỏ. Dạ vâng. Ừ. Là về nguyên tắc nó sẽ di chuyển là cái theo cung nhỏ nhưng không di chuyển theo cung to. Vâng. Thưa thầy, cái mà cái xác định theo tâm đấy, thế nếu mà mình biết sai tâm nó thì nó thì sẽ báo lỗi. Báo lỗi ạ, vâng. Ừ, tức là mình đưa vào những cái tâm đấy nó không thỏa mãn điều kiện, nó cách đều hai đường thì là cái lệnh comment của em nó sẽ báo lỗi, nó không chạy nữa. Vâng, em cũng. Thế nó phải quá trình nó biên dịch và nó tính toán xem là nó đúng hay sai, nó chạy đúng rồi thì nó mới chạy, không thì nó mới dừng.
Ok, mọi người còn câu hỏi gì nữa không? Em thưa thầy là thầy nói lại cho em cái chỗ cái tool center ở cái offset ấy. Tại sao lại phải offset ở bên này? Tức là này nhá. Ừ, ví dụ như là em muốn cắt cái hình 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 chữ nhật màu xám này đúng không? Dạ vâng. Đúng không? Thì em sẽ nghĩ ngay đến chuyện là em đặt cái vị trí tâm nó vào cái đúng cái hình, vào đúng cái cạnh hình chữ nhật này đúng không? Dạ vâng. Thế nhưng mà vì cái dao cắt đấy nó sẽ có khoảng cách đúng không? Từ cái tâm ấy đến cái điểm tiếp xúc thực tế ấy. Vâng. Đúng không? Thế thì nó sẽ cắt lẹm vào, nếu mà em đặt thì nó sẽ di chuyển vào cái đường viền của đường hình chữ nhật bên trong này, đúng không? Thì nó sẽ cắt lẹm một cái đoạn bằng đúng bằng cái bán kính của em ấy, nó sẽ gây sai số. Dạ vâng. Dạ. Thế nó phải dịch ra. Nó dịch cái điểm làm việc của mình ra thì nó mới cắt đúng vào cái phần của mình. Đấy, ý nó chỉ có thế thôi. Thực ra cái này thì ví dụ lúc mình lập trình ấy, nhưng mà lúc mà mình làm ấy, ví dụ ngày xưa bọn tôi thực hành ấy thì làm mình cứ thử cái chương trình chạy xong mình ra mình đo thì mình sẽ biết là sai số nó là bao nhiêu, mình lại chỉnh. Thế đấy nó hơi nông dân. Còn để mà gọi là perfect luôn thì những cái máy xịn mà nó nằm biết nó chuẩn ấy thì mình phải lập trình như thế này. Bản chất là cái offset là dùng để mình chỉnh thôi. Nhưng mà đây là một cái ví dụ là tại sao có thể gây ra sai số. Được chưa? Dạ vâng, cảm ơn thầy. Còn câu hỏi nào nữa không? Ok, nếu không có câu hỏi gì nữa thì buổi học chúng ta kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn. À quên. Bài tập về nhà tuần sau là cái phần phần gì hôm trước dặn rồi ấy. Cái phần cảm biến decoder ấy. Cảm biến nhá. Đấy, tôi tuần sau nộp cái đấy rồi nhá. Vâng, em chào thầy. Ừ, rồi, chào các em. Em chào thầy. Ừ, chào mọi người.